Khuyến mãi sốc tặng miễn phí dùng thử 1 tháng. Khuyến mãi lên tới 4 tháng văn phòng Phùng Tiện Ích duy nhất tại Hà Nội Office. Miễn phí đăng ký kinh doanh, thành lập doanh nghiệp, tặng máy in. Hà Nội Office tự hào là nhà cung cấp dịch vụ cho thuê văn phòng ảo, văn phòng trọn gói, chỗ ngồi làm việc, co-working space, phòng họp uy tín chất lượng nhất Hà Nội. Truy cập ngay website hanoioffice.vn hoặc liên hệ hotline 085 339 4567 để nhận khuyến mãi. Mô hình marketing sinh lời nhìn từ chiến dịch Luxtay VinFast. Khái niệm marketing sinh lời, profitable marketing, không mới đối với cộng đồng những người làm marketing quốc tế nhưng vẫn còn tương đối mới mẻ tại thị trường Việt Nam. Trường hợp CEO của Luxtay, Nguyễn Văn Dũng, mua 36 chiếc xe VinFast khi xe vừa ra mắt có thể được xem là một chiến dịch marketing sinh lời thành công. Và trường hợp này đang trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của cộng đồng mạng. Marketing sinh lời là gì? Những người làm marketing thường biết đến khái niệm earned media, truyền thông lan truyền, các thảo luận tự nhiên, khi đó khách hàng, cộng đồng mạng sẽ trở thành kênh quảng bá miễn phí của thương hiệu. Earned media có thể được xem như là kết quả của paid media, truyền thông trả tiền, và owned media, truyền thông sở hữu. Vì qua hai kênh truyền thông này, đối tượng của chiến dịch marketing mới được biết tới và khi khách hàng tự tạo ra những thảo luận về nó, earned media được hình thành. Tuy nhiên, kết quả cao hơn của một chiến dịch marketing không chỉ nhận được hiệu quả truyền thông viral một cách tự nhiên, earned media, mà còn thu lời từ khoản tiền mình sử dụng cho chiến dịch marketing đó. Marketing sinh lời. Hiệu ứng Luxtay tạo ra chiến dịch marketing sinh lời. Sự kiện ra mắt xe VinFast thương mại đầu tiên tại Việt Nam đã thu hút sự chú ý đặc biệt của công chúng với hàng loạt các thảo luận nóng xoay quanh chủ đề này, như giới nhà giàu Việt Nam đua nhau đổi từ siêu xe quốc tế sang sử dụng VinFast, hay tỷ phú Phạm Nhật Vượng đích thân lái thử nghiệm chiếc xe VinFast thương mại đầu tiên. Bên cạnh đó, một case study tốn dây mực của báo chí và cả những chia sẻ phân tích của cộng đồng marketer là việc đặt mua cùng lúc 36 xe VinFast Lux của CEO Luxtay, nền tảng home sharing hàng đầu tại Việt Nam. Việc mạo hiểm chi ra hơn 40 tỷ đồng cho một dòng xe ô tô made in Việt Nam vừa ra mắt với chất lượng xe còn là một câu hỏi chưa có lời giải đáp, thì quyết định này không khỏi làm cộng đồng mạng tò mò về lý do thực sự đằng sau đó. Chưa bàn đến nguyên do sâu xa, hiệu quả truyền thông của case study này là điều không thể phủ nhận. Luxtay đã bội thu về earned media mà không phải dùng đến một đồng nào cho paid media. Có thể thấy được Luxtay đã thành công thế nào khi từ khóa Luxtay lên top trending của Google, hay việc gia tăng đột biến lượng users tìm kiếm từ khóa Luxtay trên Google sau khi việc mua xe được công bố. Tại sao gọi chiến dịch lần này của Luxtay là marketing sinh lời? Earned media từ việc đứng trên vai người khổng lồ. Tính đến thời điểm hiện tại, đơn hàng của CEO Luxtay trên Arero đang là đơn hàng kỷ lục của VinFast và cũng là đơn hàng thương mại điện tử có giá trị lớn nhất trong lịch sử e-commerce Việt Nam. Trực tiếp viral cho thương hiệu xe Việt, góp phần trong việc khẳng định lòng tin của người tiêu dùng vào thương hiệu xe này khi vừa chào bán đã sở hữu đơn hàng khủng. Hai thông điệp truyền thông của VinFast đó là mua xe bằng niềm tin và lòng tự tôn dân tộc, cũng chung với chia sẻ của CEO Luxtay về lý do mua xe, đặt niềm tin vào store Việt VinFast và cảm giác ngồi xe do người Việt sản xuất bên cạnh cảm giác sang trọng còn là niềm tự hào dân tộc. Nhờ mối liên kết giữa hai thương hiệu cùng thời điểm đặt mua thông minh mở ra cơ hội giành được earned media cho Luxtay. Khi nhắc đến VinFast Lux là nhắc đến Luxtay mà không tiêu tốn bất kỳ chi phí nào. Khai thác triệt để viral trên mạng xã hội nhờ thông điệp hấp dẫn. Khi công bố thông tin đơn hàng, cách CEO Luxtay dẫn dắt câu chuyện của mình cũng mở ra nhiều đề tài để công chúng bàn tán. Ngay sau khi hé lộ thông tin, anh không quên rao bán chiếc Mercedes S500 để chuyển qua đi VinFast và giữ bí mật về động cơ mua hàng thực sự. Bằng việc bỏ ngỏ lý do mua xe, anh đã để dư luận có dịp đưa ra hàng loạt nghi vấn, phỏng đoán khác nhau. Để giữ nhiệt cho chủ đề của mình, 4 ngày sau khi đăng tin, anh khiến dân tình bất ngờ khi lý do mua xe tặng vợ nhân ngày quốc tế mùng 8 tháng 3 đánh trúng tâm lý của chị em phụ nữ. Hiệu ứng của thông tin này được thể hiện qua hàng loạt đầu báo, bình luận lượt chia sẻ trên Facebook với nhiều ý kiến trái chiều. Khoan hãy nói đến dư luận bàn tán ra sao, nhưng cái tên Luxtay đã được đề cập đến trong tất cả những bài viết trên các kênh khác nhau như YouTube, Facebook và báo đài, trong khi Luxtay không phải trả bất cứ chi phí gì cho việc đăng bài này. Khoản đầu tư sinh lời. Nhìn lại chính sách giá của tập đoàn Vingroup lâu nay, chúng ta có thể thấy chưa bao giờ có tình trạng giảm giá và luôn có chính sách giá tốt cho những nhà đầu tư đầu tiên. Trong trường hợp này, CEO Luxtay tranh thủ đợt giảm giá và mua xe với số lượng lớn. Có thể thấy ngay, khoản lời đầu tiên từ việc tiết kiệm được là khoảng gần 20 tỷ đồng. Bởi theo chính sách giá được công bố của VinFast, giá mẫu sedan Lux A2.0 sẽ tăng từ 900 triệu đồng lên đến 1.366 triệu đồng vào ngày 1 tháng 9 năm 2019. Tương tự, đối với mẫu SUV Lux SA2.0 cũng sẽ trải qua 3 đợt tăng giá. Mức giá kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2019 sẽ là 1.286 triệu đồng và từ ngày 1 tháng 9 năm 2019 sẽ là 1.818 triệu đồng. Do đó, dễ thấy ngay khoản đầu tư của ông chủ Luxtay sẽ nghiễm nhiên tăng từ 40 tỷ lên đến 58 tỷ vào cuối năm 2019.
về việc mục đích sử dụng xe như thế nào sẽ còn là một câu hỏi tiếp tục được đặt ra. Tuy nhiên, có thể khẳng định đây là một khoản đầu tư mà CEO Lastay không cần bận tâm về việc thua lỗ. Như vậy, có thể thấy, để có được một chiến dịch marketing sinh lời, người làm marketing cần biết kết hợp giữa chiến lược đầu tư, tối ưu hóa lợi nhuận và một thông điệp truyền thông mang tính viral để có thể earn media một cách tốt nhất. Trong năm 2019, cộng đồng marketer đang kỳ vọng có những chiến dịch lớn đặt dấu mốc cho xu hướng marketing mới này tại Việt Nam. Theo Thảo Nguyên, Trí Đức Trẻ, CafeBiz.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Lắng nghe những câu chuyện kinh doanh, những bài học xây dựng thương hiệu, trau dồi kiến thức khởi nghiệp để tôi luyện bản thân mỗi ngày. Độc Đáo TV, kênh thông tin kinh tế tài chính, kinh doanh khởi nghiệp. Đăng ký ngay.